Alo, trước khi gọi thì đủ xin nhắc nhở bắt đầu bản này yêu cầu các trọng tài. Có trường hợp là thi đấu không rồi do không khí vận động viên. Bây giờ yêu cầu là các nước bắn ngày càng thi đấu trong trường hợp hai vận động viên có kết quả. Bên thua thì chúng ta ký vào, nhưng mà đề nghị bên thắng chúng ta cũng ở đó. Và các bắn sau mà chúng ta không có mặt khi mà các trọng tài đã ký vào rồi, kể cả để tránh những trường hợp mà có thể là bên thắng mừng đi ra thì bên sau người ta còn ở lại, người ta bảo người ta thắng là chúng tôi cũng sẽ theo đúng cái kết quả như đó. Do đó vậy các vận động viên chúng ta thi đấu xong đề nghị là nhìn cùng nhau giám sát cái kết quả và yêu cầu xin lại nhắc lại một lần nữa là yêu cầu trọng tài khu vực nào. Bởi vì sáng nay tôi biết rằng là có cái trọng tài là bảo không cần ký, và không cần ký như vậy là sẽ cứ nặng nữa. Và cũng trong trường hợp một đợt khiếu nại ấy, là vì chúng ta mà không có mặt là mất quyền khiếu nại. Thì nếu chúng ta không ở đấy chứng nhận và ký vào đó thì vẫn chúng ta mất quyền khiếu nại. Chúng tôi lưu ý là chúng tôi cứ theo kết quả theo đúng như thế, và nhà là hết sức nhắc nhở các vận động viên và nhất là trọng tài, yêu cầu các trọng tài làm đúng tất cả các ván, yêu cầu vận động viên có tín nhận vào kết quả trận đấu của mình. Xin mời các vận động viên làm thủ tục thi đấu. Trận đấu bắt đầu.